Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ai giúp Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn thoát, lộ nhân vật khủng. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là nhân vật bị bắt có mối quan hệ với quan chức nhà nước khủng nhất từ trước đến nay. Ban đầu, bà này có mối quan hệ với bà cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đầy quyền lực khi đó. Chỉ cần nghe nói đến tên của hai nhân vật này thì mọi người biết đó là độ khủng của mối quan hệ như thế nào. Tuy nhiên, những người này có tên tuổi khủng thật, nhưng đến bây giờ họ không còn quyền lực nữa. Nói thẳng ra thì đây là những mối quan hệ trong quá khứ, còn với hiện tại có thể họ vẫn còn giữ mối quan hệ, nhưng hai người này khó mà giúp gì được Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vấn đề giành lấy hợp đồng. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Nguyễn Xuân Thắng, người vẫn còn đang nắm quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, sau lần lượt ông Nguyễn Tấn Dũng rồi đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân rời chiếc ghế quyền lực, thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã có những mối quan hệ mới. Những mối quan hệ này đã giúp cho nữ đại gia có thể giành lấy những hợp đồng lớn bao trùm rất nhiều ngành nghề khác nhau, thì người đó phải có quyền lực bao trùm, chứ bộ trưởng quản lý một phân ngành không thể nào giúp được đến như vậy. Nguyễn Thị Thanh Nhàn có tài ngoại giao, giỏi móc nối quan hệ, mà đặc biệt là những mối quan hệ khủng. Qua cầu nối là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thanh Nhàn không chỉ làm quen được với ông Nguyễn Tấn Dũng mà còn với rất nhiều nhân vật khác cấp cao trong Đảng Cộng sản. Các nhân vật đó đều là những cái tên khủng như Phạm Minh Chính, Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thị Thanh Trà, Nguyễn Thiện Nhân, Trịnh Đình Dũng, Trần Bình Minh, và trong đó có các nhân vật như Nguyễn Thiện Nhân, Trịnh Đình Dũng và Trần Bình Minh đều đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, còn đó những con người đầy quyền lực hiện nay vẫn đang ngồi yên vị trí và dường như sắp tới họ có thể leo cao hơn. Trong đó có ông Phạm Minh Chính và Phạm Bình Minh là đương kim thủ tướng và phó thủ tướng thường trực hiện nay. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính. Có thể nói mối quan hệ của Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện tại không thua kém gì mối quan hệ của bà ta trong quá khứ. Quen đến thủ tướng thì có thể nói bà có thể giành lấy rất nhiều hợp đồng khủng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ Bắc đến Nam là điều khó tránh khỏi, và dư luận cũng vẫn thường đặt ra câu hỏi ai đứng sau lưng bà. Còn nhớ vụ án Nhật Cường Mobile dính đến sai phạm của Nguyễn Đức Chung trước đây, thì ông chủ Nhật Cường Mobile là Bùi Quang Huy cũng đã cao chạy xa bay trước khi chính quyền có lệnh khởi tố và bắt tạm giam ông chủ này. Và cho đến nay, nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể bắt được ông này để về quy án. Đây là vụ án điển hình về thông tin bị rò rỉ, mà người bắn thông tin ra không ai khác, chính là những quan chức cấp cao trong đảng. Những người này có quyền lực rất lớn mới có được những tin tức tuyệt mật như vậy và thông báo cho Bùi Quang Huy cao chạy xa bay để đến bây giờ mất tâm tích. Hiện nay, lệnh khởi tố và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã được ban ra, nhưng xem ra bà Nhàn đã cao chạy xa bay từ trước khi phát lệnh khởi tố và bắt tạm giam rất lâu rồi. Rất có thể lại một trường hợp như Bùi Quang Huy lặp lại. Tuy nhiên, có lẽ vụ án này lớn hơn vụ án Nhật Cường Mobile. Những nhân vật thông báo bị can bỏ trốn thì người đó phải là người có quyền lực rất lớn và mối quan hệ làm ăn phức tạp với bà này. Bởi lẽ nếu người ta không sợ liên lụy thì không thông báo cho bị can làm gì. Xem ra việc bắt cho được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án là không hề dễ dàng gì khi bà ta đã trốn ra nước ngoài và được các nước bảo hộ. Vậy câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người có khả năng tác động vào vấn đề làm lộ tin tức trong quá trình điều tra vừa qua? Những tên tuổi có thể được khoanh vùng như Phạm Minh Chính, Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thị Thanh Trà. Đây là những người có quyền lực và đang đương chức, đương quyền. Họ sẽ dễ dàng tiếp cận và moi thông tin hơn là những người đã về hưu. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh. Vậy trong số đó ai là người đạo diễn? Hiện giờ thông tin thì còn rất ít, cho nên rất khó xác định nhân vật chính đã tạo ra vụ đào tẩu này. Đây toàn là những nhân vật khủng
không dễ gì đụng vào họ được. Vụ án bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang được dư luận rất quan tâm, đặc biệt là người ta quan tâm với nhân vật lớn nào đứng đằng sau bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để giúp bà này né việc truy bắt một cách ngoạn mục đến như vậy. Nhân vật đó là ai thì giờ chỉ có thể chờ cho đến khi ông Nguyễn Phú Trọng đủ dũng khí để phanh phui tới cùng vụ án này. Với mối quan hệ khủng như thế, rất có thể bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ khiến cho ông Trọng đánh trống bỏ rùi, buông bỏ chuyện truy tới cùng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin để Tô Lâm bôi bẩn mặt. Tại hội nghị Trung ương 5, ông Nguyễn Phú Trọng cho xử lý như thế nào? Tô Lâm nhiệt tình nghe theo lệnh của Nguyễn Phú Trọng thật, nhưng vì lòng tham và thiếu sự khôn ngoan trên chính trường nên Tô Lâm đã để lại vô vàn vết nhơ. Nói đến Tô Lâm thì ít ai có thể không nói đến những scandal tầm cỡ quốc tế. Thế giới nhìn vào thấy ông ta chẳng khác nào là một tay trùm băng đảng xã hội đen. Thành phần xã hội đen thường rất thích ra oai, khoe mẽ sự giàu có và quyền uy. Cái quyền uy ấy là hành động phi phạm pháp luật như bắt cóc, bảo kê, đe dọa và tấn công giết hại người già giữa đêm khuya. Vào năm ngoái, ông Tô Lâm đã để lại hình ảnh phải nói là rất đáng xấu hổ. Đó chính là bữa ăn đầy tính chất chọc phú. Ông Tô Lâm muốn thị uy với đồng tiền hơn là muốn thưởng thức những món ăn ngon, hảo hạng như những người sảnh ăn. Ai cũng biết, vàng chỉ là một thứ kim loại. Ăn vàng chẳng khác nào và cũng chẳng có giá trị gì về mặt dinh dưỡng, ngoài sự khoe mẽ là mình giàu có. Và việc ông Tô Lâm há mồm đớp miếng thịt bò rát vàng ở London cho thấy bản chất chọc phú nơi con người của ông bộ trưởng này. Đây là cách chơi ngông, lấy tiếng, kiểu giống như những kẻ kiếm tiền không phải bằng con đường chân chính. Cách dùng đồng tiền như thế là sự lãng phí và không bao giờ giành được thiện cảm của xã hội. Ông Tô Lâm đã để lại hình ảnh cực xấu cho ông Nguyễn Phú Trọng và cho Đảng Cộng sản Việt Nam dưới thời của ông ta. Đây là một hình ảnh cực xấu của ông Tô Lâm. Ngoài chuyện ăn uống khoe của, ông Tô Lâm còn để lại thế giới thấy mình là hình ảnh của côn đồ thích loạn chuyện phi pháp. Không ai đại diện cho hình ảnh của Đảng Cộng sản Việt Nam tốt cho bằng ông Bộ trưởng Bộ Công an. Chính ông ta đem quân sang châu Âu, chỉ đạo việc bắt cóc và chở người về nước. Đảng Cộng sản Việt Nam dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, trong mắt bạn bè quốc tế, không khác nào một băng cướp cả. Ý tưởng bắt cóc đương nhiên là của ông Trọng. Tuy nhiên, trong cách thực hiện thì ông Tô Lâm rất vụng về để mọi chuyện đổ bể, làm cho dư luận quốc tế lên án và quan trọng nhất, ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia đang bị bắt tại quốc gia này. Có nguy cơ thì ông Tô Lâm cũng bị đưa lên trên trang thông tin truy nã của Interpol là hoàn toàn có thể khi ông ta khai ra. Khi đó, bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Việt Nam lại lộ nguyên hình là đảng cướp, ông Trọng sẽ nghĩ sao trong thời gian tới? Cái sai lầm của ông Trọng là đi dùng con người non về chính trị, tham lam, hung hăng nhưng thiếu khôn ngoan như ông Tô Lâm làm công cụ đắc lực. Hầu hết những việc làm của ông Tô Lâm đều để lại tai tiếng, những tai tiếng mà các lời bộ trưởng Bộ Công an khác không hề có. Bên cạnh đó có những vụ đồng tâm cũng kinh hoàng. Đây là hình ảnh đáng xấu hổ của ông Tô Lâm. Khôn ba năm dại một giờ, câu nói ấy rất có thể vận vào ngày ông Nguyễn Phú Trọng khi mà ông không nhận ra mối nguy hiểm khi dùng Tô Lâm như là cánh tay phải để xử lý những vấn đề gai góc. Ông Trọng đang rất muốn xây dựng hình ảnh cá nhân như là một minh quân cho xã hội Việt Nam và cho cả thế giới. Tuy nhiên, với việc dùng ông Tô Lâm như một cánh tay phải thì cho thấy đây hiểm họa là hơn là hữu ích. Cho tới nay, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam của ông Nguyễn Phú Trọng đối với bạn bè quốc tế đã làm cho ông Tô Lâm không có gì phải tự hào vì chính ông ta đã phá nát điều đó. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng khôn ngoan, ông cần cho Tô Lâm về hưu sớm như là sự cứu vãn danh dự thì tốt hơn. Nếu cứ để Tô Lâm tại vị mà sau đó ở Slovakia và Interpol trên toàn cầu ra lệnh truy nã Tô Lâm thì nhục nhã lắm. Trong Bộ Công an hiện nay không ít nhân vật mới đang nổi lên như muốn chứng tỏ ông Nguyễn Phú Trọng rất cần thay máu ở vị trí người đứng đầu của bộ máy này và hiệu quả chắc chắn sẽ không kém mà tai tiếng thì lại ít hơn nhiều. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng không nên để con người như Tô Lâm sát cánh bên mình. Trong Bộ Công an hiện nay đang nổi lên ít nhất hai nhân vật.
một nhân vật đang muốn chiếm lĩnh các phương tiện truyền thông đánh bóng tên tuổi. Ấy là ông Tô Ân Sô, và nhân vật thứ nhì không ai khác chính là em trai của ông cựu Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời là cựu Chủ tịch nước, đấy chính là ông Trần Quốc Tỏ. Em trai ông Trần Đại Quang, ông Tỏ trong thời gian vừa qua cũng đã có những bước thăng tiến rất nhanh. Ông Nguyễn Phú Trọng có nhiều giải pháp, không nhất thiết phải dùng tiếp tục nhân vật tài tiếng Tô Lâm. Điều này chẳng mang lại danh tiếng gì cho ông Trọng cả. Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có xử lý Tô Lâm hay không thì Hội nghị Trung ương lần thứ 5 tới đây sẽ cho biết điều đó.